Em xin mến chào anh chị và các bạn thích cây mai vàng. Trước tiên thì em cũng xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc ha. Thì ngày hôm nay là 23 tháng 2 âm lịch, thì em cũng trở lại chăm sóc cũng như tưới kích rễ cho những cây mai mà em mới trồng để kích thích bộ rễ cho cây, cũng như giúp cho cây nó phát triển kịp tiến độ vào cái dịp Tết năm nay. Thì em cũng làm clip chia sẻ để anh chị mình xem, cũng như những anh chị mình mới mua những cây phôi về để chúng ta trồng, thì chúng ta cũng biết cách để chăm sóc cho cây mai của mình nó phát triển tốt, để làm sao nó kịp cho bông vào cái Tết năm nay để chúng ta có cây mai chúng ta chơi ha anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay và chia sẻ đến với anh chị cái cách chăm sóc, cũng như làm thế nào để cho bộ rễ của cây mai chúng ta nó nhanh phát triển và những cái chồi mới trên cây nó phát triển ra được đều, khỏe. Thì cây mai chúng ta nó mới kịp tiến độ vào dịp Tết được ha. Cũng như một vài cái lưu ý khi anh chị mình chọn mua những cây phôi ở trên mạng, để làm sao khi chúng ta mua về thì cây mai chúng ta trồng lên chậu nó có thể phát triển được khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị và các bạn mình xem thấy em chia sẻ hợp lý thì mọi người hãy ấn tặng cho em một lượt like để tiếp thêm động lực giúp cho em ngày càng chia sẻ tốt hơn, cũng như giúp cho YouTube đề xuất video của em đến được với nhiều anh em yêu thích cây mai và những anh chị mình mới biết kênh của em. Nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Đó thì như anh chị mình thấy, đây là tất cả những cây mai được bứng từ đất. Em đưa về vườn, xử lý bầu đất và trồng lên chậu, cũng như lên những cái bồn V6 như thế này, để em chăm sóc, để làm bông cho Tết năm nay ha. Và đây là tất cả những cây mai rin được trồng từ hạt ha anh chị. Và cái lô mai năm nay em lấy cái giống là giống siêu bông Sài Gòn, được trồng từ hạt. Thì thứ nhất là cái tỷ lệ bông của nó rất là đẹp, nó nhiều cánh. Cái thứ hai là bông nó bông chùm ha anh chị. Ngày Tết thì nó nở ra bông chùm, nhìn cây mai nó cũng rất là đẹp. Thì ở trên vườn em có hai giống ha, một nửa là giảo Thủ Đức và một nửa là siêu bông Sài Gòn trồng từ hạt ha. Đó, như những cây mai tàn lớn này là giảo Thủ Đức ha anh chị. Và tất cả là những cây em tuyển lựa mặt bông đẹp ha, bông hai lớp cánh to bự. Ở như cây mai tàn lớn này của em thì nó cũng là cái giống giảo Thủ Đức rin, được trồng từ hạt ha anh chị. Nhưng em đã lựa cái mặt bông thì cái bông của nó nở ra toàn bộ là hai lớp cánh ha, và cái bông rất là to. Anh chị thấy khi mà cây bứng lên đã cắt hết rễ mà cái bông nó đang còn to như thế này ha. Và đặc trưng của giảo Thủ Đức thì cái bông nó rất là thơm, nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu ha. Đó, em cứ tuyển lựa những cây bông đẹp như thế này, mạnh khỏe, xương cành nó đều, em nuôi ha, chứ em không có làm may ghép anh chị. Bởi vì giờ may rin nó bông đẹp rất là nhiều nên em không có làm may ghép nữa ha. Đó, bông nào cũng lấy rất là to và nó đã phun cây từ trên xuống dưới đều là hai lớp hết ha. Khi em xả tàn em đưa lên chậu thì nó còn sót một ít nụ ở trên cây. Thì sau khi tưới kích rễ nó bung bông ra rất là nhiều ha. Thì anh chị mình lưu ý ha, khi những cây phôi anh chị mình trồng lên chậu mà nó còn sót nụ, khi chúng ta tưới kích rễ nó bung ra những cái chùm nụ như thế này, anh chị mình lặt bỏ đi ha, để cho cây nó dùng nhựa cũng như dinh dưỡng để nó tập trung nó bung chồi. Chứ anh chị mình để những cái bông này thì nhựa trong cây nó phải dồn để nó nuôi những cái bông này, thì nó làm cho cây mai chúng ta chậm ra chồi ha. Đó, và những cây này cũng là giống giảo Thủ Đức ha anh chị, giảo Thủ Đức rin được trồng từ hạt. Thì đây là những cây mai tàn lớn ha, vành gốc nó 45 tới 50 ha anh chị, những cây tàn lớn.
Đó, còn bên đó còn một số nữa ha, số cây lớn nữa anh chị. Đó thì đầu clip em cũng quay một vòng để cô chú anh chị và các bạn mình xem một vài số cây mai ở trên vườn của em. Còn trở lại tiêu đề chính của clip ngày hôm nay thì trước tiên em cũng xin được chia sẻ đến với anh chị một vài việc mà anh chị phải lưu ý trước khi trồng những cây mai phôi được bứng từ đất, để làm sao cây mai chúng ta sau khi xử lý trồng lên chậu thì nó nhanh phát triển cũng như chồi lá trên cây nó bung ra đều và khỏe mạnh. Thì cái điều trước tiên mà anh chị mình cần phải lưu ý đó là anh chị mình phải chọn mua được những cây mai phôi tốt, khỏe mạnh. Cái thứ hai, nếu như anh chị mình chơi những cây mai rin thì chúng ta cũng phải chọn những cái giống mặt bông đẹp để nó không uổng cái công chúng ta chăm sóc chờ đợi đến khi cái bông nó nở ra ha. Thì hiện nay trên thị trường nó cũng có những cái giống mai rin tỷ lệ bông nó đẹp như là giáo Thủ Đức hoặc là cái giống siêu bông Sài Gòn được gieo trồng từ hạt. Thì đây là những cái giống mà nó có cái tỷ lệ bông đẹp, nhưng để mà mua được những cây mai phôi khỏe mạnh bông đẹp thì anh chị mình phải xem những cái nhà vườn nào người ta có uy tín để anh chị mình mua chúng ta về chúng ta trồng. Thì khi mà anh chị mình đã chọn mua được những cây nó khỏe mạnh thì anh chị mình trồng cây nó sẽ rất là nhanh phát triển, cũng như nó không có bị cái tình trạng khô chi chết cành. Còn những cây mà nó yếu, những cây phôi nó yếu, nó không được khỏe, anh chị mình mua về chúng ta trồng thì có thể nó lên một cây nó 10 cành như thế này, có thể nó lên 5-7 cành, còn lại một vài cành nó khô nó chết ha. Cũng như những cây phôi nó yếu thì khi anh chị mình chăm sóc cái chồi nó phát triển ra nó không được to khỏe, lá nó không được mượt mà. Còn những cây phôi nó khỏe mạnh thì anh chị mình thấy ha, cái chồi nó vươn ra rất là khỏe, lá to bự mập chồi. Đó như cây cây tàn lớn này của em, khi em bứng về là em phá bỏ toàn bộ cái bầu đất em đưa lên chậu em nuôi tưới kích rễ. Thì sau thời gian chăm sóc chồi lá nó phát triển ra rất là mạnh như thế này, lá rất là to ha, và cái chồi nó vươn ra mập mạp khỏe mạnh như thế này. Thậm chí như những cây em bứng về em chưa trồng, em để ở giữa trời nắng như thế này mà tới ngày hôm nay thì tất cả những cái đầu cành nó cũng đã nứt chồi ra rồi ha anh chị. Đó, khi cây phôi của anh chị mua mà nó khỏe mạnh thì anh chị mình để giữa trời nắng như thế này, mỗi ngày anh chị mình phun mát thì những cái đầu cành này nó cũng đâm chồi chứ chưa cần phải trồng tưới kích rễ ha. Thì hai cây này là em bứng chung một lượt với những cây mà em trồng ở trên cái bồn V6. Thì từ khi em bứng đưa về vườn cho tới ngày hôm nay là nó hơn chục ngày rồi ha anh chị, hơn chục ngày rồi em cứ để giữa trời nắng như thế này ha. Thì do hai cây này là em tính gửi cho ông anh ở dưới Bến Tre, nhưng mà do đầu năm ảnh bận đi công tác nhiều quá, ảnh không có thời gian để chăm, cho nên ảnh kêu thôi đưa lên chậu chăm giùm ảnh rồi cuối năm gửi xe về. Mà tới ngày hôm nay em cũng chưa có trồng lên chậu được ha anh chị. Đó thì đó là một vài điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mua và trồng những cây mai phôi bứng từ đất ha, mà muốn chia sẻ đến với anh chị. Còn sau khi mà anh chị đã mua những cây mai phôi rin như thế này và chúng ta xử lý bầu đất trồng lên chậu thì để mà giúp cho cây nó phát triển khỏe mạnh cũng như giúp cho bộ rễ của cây nó nhanh ra thì anh chị mình cần phải tưới kích rễ cho cây ha. Sau khi chúng ta trồng thì chúng ta phải tưới kích rễ cho cây 2 đến 3 lần để nó kích thích những cái rễ cám mới và những cái chồi mới nhanh phát triển. Thì cái kích rễ mà chúng ta sử dụng để tưới cho cây đối với những cây phôi bứng từ đất thì anh chị mình nên sử dụng
những loại có chứa chất kích thích sinh trưởng như là Atonic hoặc Com Cát để chúng ta tưới cho cây. Thì như ở vườn em là em thường sử dụng Atonic để mà kích rễ cho cây ha, đối với những cây mai phôi mới bứng từ đất như thế này. Thì hôm trước sau khi em trồng, em đã tưới được một cử Atonic kết hợp với Ridomingon. Thì do cái chất trồng này em mua là cái sơ dừa nó mới ha anh chị, sơ dừa nó còn mới, tức là người ta mới xay, nó đang còn mới quá, cho nên em tưới thêm cái Ridomingon để nó diệt bớt cái chất chát ha. Thì ngày hôm nay nhân tiện em tưới kích rễ lần hai, em cũng quay để anh chị mình cùng xem, cũng như những anh chị nào chúng ta mới trồng thì chúng ta cũng biết cách để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và anh chị mình lưu ý, đối với những cây phôi chúng ta mới trồng, sau khi anh chị mình tưới kích rễ thì ở trên những cái vị trí mắt ngủ nó sẽ bắt đầu nứt ra những cái chồi mới ha. Thì anh chị mình phải phun sâu ăn lá và bọ trĩ để phòng ngừa, hạn chế tình trạng bọ trĩ nó chích thúc làm cho những cái chồi khi nó nhú ra nó bị đen đầu, nó không phát triển ra được ha. Ở như những cây này thì từ khi em xử lý và trồng lên bồn cũng như lên chậu tới hôm nay là được khoảng 9-10 ngày gì đó, thì những cái đầu vị trí mắt ngủ nó cũng đã nhú chồi ra rồi ha. Thì do những cây phôi này là khi em trước khi em bứng về là em đã bấm xả tàn 4 đến 5 ngày rồi em mới bứng ha. Và sau khi em bứng về thì em để 4 đến 5 ngày em mới xử lý và trồng lên chậu. Cho nên sau khi em trồng thì em mới tưới kích rễ một lần là những cái chồi nó đã nhú ra rồi ha anh chị, rất là nhanh. Thì lần kích rễ thứ hai này em cũng vẫn sử dụng là Atonic ha, Atonic, và em kết hợp thêm một lần Ridomingon nữa ha, do cái sơ dừa của em nó mới cho nên em tưới thêm một lần Ridomingon để nó giảm bớt cái chất chát ở trong sơ dừa, cũng như nó diệt bớt cái vi khuẩn ha. Thì cái Ridomingon em sử dụng cái liều lỏng ha, một gói này em pha cho 70 lít nước, còn Atonic thì một gói là 20 lít nước. Và sau khi em tưới lần hai này thì cách một tuần em tưới lần ba, lần thứ ba là em sử dụng Atonic kết hợp với N3M ha. Và sau khi em tưới lần thứ ba thì em sẽ ngưng Atonic luôn ha, không sử dụng Atonic, chỉ tưới N3M kết hợp với Humic để dưỡng rễ. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành pha để tưới cho anh chị mình cùng xem ha. Thì ở đây cái bồn của em là 300 lít nước, thì em sử dụng có 4 gói ha, em pha loãng ha anh chị, em sử dụng cái liều Ridomin, cái liều loãng em pha 4 gói cho 300 lít nước, và em kết hợp 15 gói Atonic ha, 15 gói Atonic để em tưới cái cử hai này cho cái lô mai mới này. Em đã pha sẵn đây rồi ha, pha sẵn một bồn đây rồi 300 lít. Bây giờ em sẽ tiến hành mở máy để em tưới, thì em cũng tưới một ít cây anh chị mình cùng xem ha. Ở đây ha, bây giờ em sẽ tiến hành tưới cho những cây mai trên vườn của em. Thì anh chị mình cứ tưới cho nó đều cái bầu chất trồng là được ha. Đó, chúng ta tưới cho nó thấm đều xuống là được. Thì như những cây mai phôi, mai tàn phôi như thế này thì mình trồng trên cái chậu 6 tấc thì anh chị mình tưới khoảng 3 lít là đủ rồi ha. Nó tưới 3 lít, tưới đều xung quanh như thế này cho nó thấm xuống cái là được ha, chứ không cần phải tưới quá nhiều. Đó, đây là những cây mà em trồng trên cái bồn V6 ha. Thì hôm trước em trồng xong được 2 ngày thì em tưới một cử. Ngày hôm nay là em tưới cử thứ hai ha.
Tức là từ khi em trồng lên chậu lên bồn cho tới ngày hôm nay là nó cũng được 8-9 ngày gì rồi ha anh chị. Thì em bứng về nhà em để 4-5 ngày nữa rồi em mới trồng. Cho nên cái lượng nhựa nó đã dồn lên cho tất cả cái chi cành, cây rất là mạnh ha. Ta trồng xuống nó nhanh ra trời. Thì cái bước đầu tiên này quan trọng nhất là chúng ta phải kích cho bộ rễ nó phát triển ha. Sau khi những cái chồi nó nhú ra thì chúng ta sử dụng dưỡng rễ, chúng ta tưới. Cứ tưới dưỡng rễ cho đến khi nào chồi lá trên cây nó xanh khỏe thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu bón phân ha. Những cây phôi này mà anh chị mình mới trồng, chồi nó mới nhú nhú ra được 2-3 cái lá, cho anh chị mình nôn nóng, thấy nhiều anh em người ta quay, người ta nói bón phân này phân kia, lá to, chồi mập. Anh chị mình cũng đưa về, anh chị mình bón vô. Tại nó cháy lá, cháy đọt hết ha. Anh chị mình cứ chăm sóc, tưới kích rễ, dưỡng rễ cho bộ rễ của cây nó thiệt mạnh. Chồi lá nó bung ra tùm rồi, xanh già rồi, khi đó anh chị mình bón phân vô một cái, cây nó ăn được dinh dưỡng thì lúc đó nó sẽ phát triển ra mạnh, chồi lá chồi nó mới mập được, chồi lá nó mới to, nó xanh dày. Còn nó mới nhú đọt ra mà anh chị mình muốn chồi nó to mập làm sao mà to mập được, bộ rễ chưa có mạnh, chưa hút được dinh dưỡng nó nuôi lên, lấy đâu mà to mập. Cái gì cũng phải từ từ ha. Đó, những cái dâm nó còn sót là nó đâm chồi luôn rồi ha. Còn và anh chị mình lưu ý ha, những cái cây phôi mà chúng ta mua về trồng như thế này thì nó còn một số nụ nó ở trên cây, khi anh chị mình tưới kích rễ nó bung ra thì anh chị mình lặt bỏ hết đi ha, đừng có để. Anh chị mình để những cái nụ nó bung ra, nó nở bông thì nó sẽ hút cái lượng nhựa ở trong cây, thì nó sẽ làm cho cây mình nó yếu, nó chậm bung chồi ha. Chúng ta cứ tưới đều một lượt ở trên mặt như thế này rồi nó thấm xuống là được ha. Em thì trồng rất là đơn giản ha. Khi mình xác định cái cây phôi mình mua về khỏe mạnh rồi, mình xử lý trồng lên chậu, cứ để trực tiếp ngoài nắng như thế này, cây nó sẽ phát triển rất là mạnh. Ở như cây này anh chị mình thấy ha, chồi nó bung ra đều hết luôn rồi. Em tưới thêm một cây hai cây nữa rồi em dừng clip ha. Cứ một tuần chúng ta tưới kích rễ cho cây một lần, ta tưới 3 lần để kích thích bộ rễ cho cây. Sau khi mà những cái chồi nó bắt đầu nhú ra thì chúng ta tưới N3M kết hợp với Humic để dưỡng rễ cũng như bổ sung dinh dưỡng nhẹ cho cây nó nuôi chồi. Thì ngày hôm nay anh chị mình tưới kích rễ thì sang ngày hôm sau
anh chị mình cứ phun mát trên cái thân cành thì cái lượng nước nó nhiễu xuống chắc trồng một ít là được rồi ha. Rồi cách qua khoảng 2 ngày, 3 ngày anh chị mình tưới xả một ít nước để cho cái lượng thuốc nó thấm xuống bên dưới ha. Và nếu như chất trồng nó quá khô thì trước khi anh chị mình tưới, chúng ta phun sương nhẹ trên tàn cho cây, cũng như nó nhiễu một ít nước ở trên cái mặt chất trồng. Rồi anh chị mình hả tưới kích rễ ha. Đó rồi thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em tưới kích rễ lần thứ hai cho những cây mai mà em mới trồng. Thì em cũng làm clip chia sẻ để anh chị mình xem, cũng như những anh chị và các bạn mới trồng thì chúng ta cũng biết cái cách chăm sóc cho cây mai của mình phát triển được tốt hơn ha. Thì clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình mới biết kênh của em, nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.